Hôm nay clip này Giang chia sẻ kỹ hơn là làm sao để thưởng thức một cái chai rượu port với xì gà theo cách mà thế giới người ta dùng. Và ngoài ra thì bên cạnh đó thì với những anh chị em mà muốn một cái dòng rượu vang thật là thích hợp để hút với xì gà trong bữa ăn luôn ấy. Xin chào anh chị em. Ở cái clip trước đây thì Giang đã chia sẻ là những dòng rượu vang nào phù hợp nhất với hút xì gà. Tại sao? Những người đàn ông lịch lãm, những nhà ngoại giao, chính khách, triệu phú, tỷ phú, thủ tướng, tổng thống trên thế giới, Âu Mỹ, người ta hay dùng rượu port để hút với xì gà, ngậm với xì gà. Nếu mà ngoài port hoặc là Madeira hoặc là một số dòng rượu cường hóa như vậy thì nếu mà muốn dùng xì gà trong bữa luôn như thói quen của một số anh chị em Việt Nam chúng ta ấy, thì dùng Amarone của Ý. Bên phía tay trái sang đây là có hai chai port. Thực ra ấy, thì là port nó có ba loại, trong clip trước đã nói rồi, tức là ruby port, tức là port đỏ tím đấy, Tony port, đây là port đỏ nâu, nâu đỏ, và gần đây thêm một cái nữa gọi là white port. Dòng port được ngưỡng mộ nhiều nhất trên thế giới là dòng Tony port, được ủ lâu năm, hàng chục năm trong thùng sồi, và nó cũng là dòng rượu đắt nhất. Thì đây là một chai Tony port, tức là port nâu đỏ đấy. Thời gian gần đây thì người ta thêm một dòng white port, gọi là white port, tức là port trắng. Nó được làm ra bởi một số giống nho trắng, nhưng mà anh chị em nhìn thấy thì ở đây là thực ra nó có màu mật ong, nhưng bởi vì nó làm từ những giống nho trắng ra thì người ta gọi là white port. Cái dòng white port này không những phù hợp với các anh em ngậm xì gà đâu, mà nó cũng rất là được rất nhiều các lady, các chị em sành điệu, hoặc là nói sao nhỉ, tân kỳ đấy, ưa thích. Về cái ly để uống port thì tất cả ly uống port, dù là ruby, white hoặc là Tony, thì người ta sẽ sử dụng một ly như thế này, kiểu dáng của nó như thế này. Nhìn này, đây nó kiểu dáng như này. Dung tích của nó thì khoảng độ 150-180 ml. Tại sao dung tích của nó lại như vậy? Nó hơi giống cái ly để uống rượu whisky hoặc là uống rượu rum, tức là những dòng rượu mạnh ấy. Tại sao một ly port vang mà lại như thế? Thì là bởi vì nó là thứ rượu uống cuối bữa, cho nên người ta không có uống nhiều. Một cái chai này sẽ chia ra 6, 7, 8, 9 hoặc 10 người uống, tức là nó sẽ uống 100-150 ml thôi. Và cái thứ hai nữa là port, dù là port gì đi chăng nữa thì cũng sẽ uống lạnh hơn vang đỏ dry, tức là đỏ siêu và dry, đỏ chát ấy. Chai Tony hoặc là chai ruby thì người ta sẽ uống tầm độ khoảng 12 đến 14 độ. Chai white này người ta sẽ uống 19 đến 10 độ như vang trắng. Rót vào ly này thì nó sẽ giữ được nhiệt hơn, nó sẽ lâu bị ấm lên hơn so với này. Ly này chẳng hạn thì tiết diện nó mở rộng ra, nó rất nhanh làm cái vang ấm lên. Sức căng bề mặt ấy mà nó lớn thì nó dễ tiếp xúc với không khí ấm trong phòng chẳng hạn, anh làm rượu trong ly ấm lên, cho nên là người ta phải uống một cái ly nhỏ này. Chúng ta biết rằng là ẩm thực Tây phương, ẩm thực Âu Châu, Âu Mỹ thì không bao giờ, dù là cà phê, trà hoặc bất cứ gì, kể cả sữa, thì người ta không uống suông, người ta không uống một mình, mà người ta sẽ phải đi kèm với một món ăn gì đó. Thì thế mới gọi là nghệ thuật ẩm thực. Những cái món đồ ăn mà đi kèm với port là gì? Với những chai mà ruby port hoặc là Tony port thì thường sẽ là chocolate trắng, hoặc là chocolate đậm, hoặc là một số phô mai đậm, phô mai cứng đấy, hoặc là phô mai xanh, hoặc là một số hoa quả, trái cây khô, hạt khô, kiểu như là hạt điều, hoặc là một số chocolate cacao mà nó có được tẩm cái rượu brandy. Còn nếu mà là white port này cũng là rượu dessert này, mà các chị em tân kỳ ấy, các chị em Âu Mỹ tân kỳ bây giờ rất thích, thì người ta sẽ hay đi kèm với những loại trái cây khô. Anh chị em lưu ý là trái cây khô nhé, không phải trái cây tươi. Chẳng hạn như trên bàn Giang này là có một đĩa hồng ngâm, hồng khô của Việt Nam, hồng khô Đà Lạt này, khá là phù hợp này. Hoặc là ở bên kia họ cũng có những loại hồng khô như vậy, hoặc là nho khô, hoặc là mận đen khô, hoặc là cherry khô. Ngoài ra nữa thì có một điều mà rất là thú vị đối với những anh em mà thích ngậm xì gà ấy, thì chai Tony port là cực kỳ phù hợp để ngậm xì gà. Bởi vì tại sao? Khi mà ngâm trong thùng sồi nó đến 10 hoặc là 20 năm rồi thì rượu nó chuyển hóa sang màu nâu cánh gián, nó lên những cái vị rất là đậm như là vị cacao, vị đất, vị chocolate, giảm cái vị hương trái cây xuống. Thì những cái vị đấy nó hoàn toàn pair, phù hợp với những cái hương của một số loại xì gà. Và cụ thể trên bàn của Giang đây ấy, thì ví dụ chẳng hạn đây là một điếu Churchill này. Cái hãng port này cũng là hãng Churchill, anh chị em rất là dễ nhớ. Đây là Romeo Juliet, tức là trong Churchill ấy nó có một cái brand nữa là Romeo Juliet. Nói Churchill gì nhiều người biết rồi. Cố thủ tướng Anh, một trong những vị thủ tướng vĩ đại nhất của Anh quốc là Winston Churchill ở Đệ Nhị Thế Chiến ấy. Ông ấy rất thích rượu port và ông rất thích xì gà. Từ cái đó cho nên ấy, các nhà làm xì gà thì vinh danh ông ấy, thì đặt lấy tên của ông ấy để làm một cái loại xì gà là xì gà Churchill. Hãng port, một đây là hãng rất là danh tiếng, thì cũng vinh danh ông ấy, lấy một cái brand của mình là Churchill. Cố thủ tướng Winston Churchill ông không những là người rất là giỏi, vĩ đại, một trong mấy người có công rất lớn để cứu châu Âu cũng như nước Anh khỏi cái nạn diệt chủng của phát xít Đức ấy, mà ông ấy còn là người rất là sành điệu và ông rất thích rượu port và xì gà. Đấy, trên bàn Giang đây thì lại cũng có một chai. Giang đã ở cái clip trước đã nói là Amarone rất là phù hợp với xì gà. Nếu mà một số anh chị em không chờ đến cuối bữa để mà dùng nó trong bữa ăn, hãng Pasqua này lại có sản xuất thêm một trong những dòng vang cực kỳ tuyệt vời. Tuyệt vời đấy cũng nghĩa là giá cả, chất lượng. Chai vang này họ cũng để Romeo Juliet luôn. Romeo Juliet nổi tiếng đến mức mà nó là chất xúc tác, còn nguồn cảm hứng để các nhà thơ, nhà thi sĩ, rồi kịch sĩ, rồi điện ảnh, rồi bây giờ lại mang cả rượu vang, xì gà nữa. Chai này Romeo Juliet cũng rất là phù hợp để dùng trong bữa với những dòng xì gà nhẹ. Đây thì chai này có thể mở ra dùng luôn, nên dùng một ly này. Còn với rượu với port thì đây Giang cũng mở luôn. Đây, bên cạnh cái dòng vang Romeo Juliet này thì với cá nhân Giang, mà không dừng gì với cá nhân Giang đâu, mà với nhiều người bạn Âu Mỹ của Giang ấy, thì cũng rất thích một cái dòng nữa của hãng Pasqua này, tên chai Louis. Louis là một dòng rượu vang phá cách của hãng Pasqua, được ngâm trong thùng gỗ sồi cao cấp, những thùng sồi mà để làm ra những chai cognac danh tiếng nhất của hãng Hennessy. Đấy là dòng XO và dòng Paradise. Gỗ sồi mà sau khi để ngâm ủ để làm những chai danh tiếng nhất của hãng Hennessy đấy, thì người ta dùng gỗ sồi đấy để người ta ngâm cái rượu vang mà đã được Appassimento, tức là đã được làm từ nước nho ép, nho sấy khô đấy, để người ta tạo ra cái chai Louis này. Hai dòng vang này là hai dòng vang hoàn toàn phá cách của hãng Pasqua và cực kỳ phù hợp với xì gà và được thế giới vô cùng đón nhận. Bên cạnh dòng vang Amarone này, Romeo Gigliet là một dòng vang mà Giang đã chia sẻ nhiều lần rồi, một đôi lần rồi thì đúng hơn, và Giang rất thích, cũng như cả chai Louis nữa. Còn về rượu port thì đây, hôm nay cũng mở luôn chai port trắng này trong dịp mà những ngày liên quan đến chị em phụ nữ thì Giang mở ra để rót luôn. Đây. Lưu ý là cần phải uống lạnh, chai này uống lạnh, mát lạnh ấy. Loanh quanh tức là khoảng độ 8 đến 12 độ rồi đấy, như vang trắng luôn. Đây, đây anh chị em nhìn này, nó vàng màu mật ong này. Thử thì Giang thấy nó rất là tuyệt vời, bởi vì tại sao nó ngọt, nhưng mà nó ngọt vị của những cái hạt khô, chẳng hạn như là hạt dẻ khô này, một chút vị earthy tức là vị đất, và những vị của hạt khô như hạt dẻ, hạt là óc chó. Và nó không quá ngọt, bởi vì một số chị em sẽ rất là ngại khi mà uống rượu nó quá ngọt, nó hơi ngọt thoang thoảng thôi, thì nó sẽ rất phù hợp với những trái cây khô mà trái cây nó không quá ngọt. Và chúng ta biết rằng là cuối bữa nếu mà chúng ta dùng trái cây tươi ấy, thì nó sẽ rất đầy bụng, cho nên người Âu Mỹ người ta cuối bữa nếu dùng trái cây ấy, thì người ta sẽ dùng trái cây khô thì nó mới không đầy bụng, không bị tức bụng đấy. Đây là một chai mà màu sắc nó cũng rất là tuyệt vời. Cuối bữa thì nam giới có thể là dùng với xì gà, nếu mà anh em muốn ngậm xì gà. Còn chị em, tức là các ladies, thì hoàn toàn có thể dùng với các loại trái cây khô hoặc là một số loại chocolate nhẹ. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là hai chai port này đều là 19 độ 5, thì như Giang đã nói, bởi vì rượu cường hóa, nhưng không phải 19 độ 5 mà nó sẽ là chát hoặc là đậm hoặc là một cái gì đấy nó mạnh mẽ. Nhưng một số người cứ nghĩ rằng nồng độ cồn càng cao thì rượu nó càng mạnh đâu. Cái nồng độ cồn nó chỉ có tạo sự hưng phấn khi chúng ta uống thôi, còn đậm hay mạnh hay không ấy là do cái cơ thể của chai vang. Thì hai chai vang này đều nồng độ 19 độ rưỡi, nhưng mà uống vào nó rất vào, rất êm mượt rồi. Cũng giống như nếu mà chúng ta uống liqueur, anh chị em đã biết liqueur, thì liqueur phần lớn là từ khoảng độ từ 20 đến 25, 27 độ, nhưng uống vô cùng mượt mà và dễ chịu. Thì đấy, thì Giang chia sẻ thêm một ý đấy. Và cheers mời mọi người.